Cũng trong tối qua, đông đảo giáo dân trên địa bàn huyện Long Điền đã hân hoan chào đón Giáng sinh tại các nhà thờ trong không khí ấm áp tươi vui. Các tuyến đường tại hai xã Phước Tỉnh, Phước Hưng, nơi có đông đồng bào theo đạo Công giáo, đều lung linh sắc màu. Để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, các nhà thờ trên địa bàn huyện Long Điền chỉ tổ chức lễ ngắn gọn trong khoảng 30 phút, bắt đầu từ 19 giờ và kết thúc muộn nhất là 20 giờ, với phần nghe cha xứ thuyết giảng và cầu nguyện. Thực hiện quy định của các giáo xứ, số lượng giáo dân tham dự lễ giới hạn về số lượng và phải tuân thủ biện pháp 5K. Các nhà thờ cũng vận động giáo dân không đến sớm hay nán lại lâu tại nhà thờ để tham quan chụp ảnh mà tham dự lễ xong là về. Không khí thì nói chung là bây giờ về mùa dịch bệnh thì cũng thể cảm thấy như vậy rất là hạnh phúc lắm rồi. Còn mong muốn làm sao để sang năm, để cái cơn dịch bệnh mà nó chấm dứt được thì người sẽ tổ chức cho nó hoành tráng được hơn nữa. Hạn chế tụ tập, hạn chế ra đường dịp lễ Giáng sinh, nên các gia đình giáo dân tại Long Điền đã tự tạo không gian sinh cảnh Giáng sinh cho riêng mình, đồng thời cũng lan tỏa không khí thanh bình ấm áp, tràn đầy tình yêu thương trong cộng đồng xung quanh. Năm nay thì trong cái cửa dịch, thì trong cuộc sống, trong gia đình thì cũng làm một cái ăn đá để cho dân hàng xóm, khu xóm, anh em đến để dừng mừng Chúa Giáng sinh, mừng Chúa cho tốt đẹp tất cả. Có cái chỗ cho mấy đứa nhỏ nó chơi vậy là rất là vui, tạo cho trẻ em cái khung ảnh chụp hình rất là sinh động, vui. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong đêm Giáng sinh cho thấy các giáo hạt, giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh đều tổ chức lễ mừng chu đáo, trang trọng nhưng vẫn đảm bảo các quy định phòng chống dịch. Đón Giáng sinh, dù là người có đạo hay không có đạo, ai cũng mong ước bề trên ban phước lành cho dịch bệnh qua mau để cuộc sống của mọi người, mọi nhà luôn an lành, hạnh phúc.